đến đây hả? Ngồi đây. Mấy người vậy em? 4 người ha. Ok. Tiền tiền với bồ quá. Bồ gấp tí thế. Cái nào cả. 300. 300. 300. 303. 1, 2, 9, 100, 403. Của em 435 hết nha. Thôi. Bắt. Cái đó bao nhiêu vậy? Ờ, đâu à? Chưa thu tiền nha em, bên đó đó 120 chưa thu tiền. Đúng rồi. Dạ nước của em bên này là gì gái? Dạ. Chị lựa chưa ạ? À? Dạ áo của em là 60.000 một phần 7 con ha. Bà lô lốt thì 30.000 ạ. Chị ơi, em gửi mâm nha, mình ăn gì lựa đây giúp em ha. Dạ đồ chiên thì đồng giá là 2 đồ chiên đồng giá 15, có mâm này là 20, còn đồ nướng thì đồng giá 30. Dạ đúng rồi. Mình ăn gì lựa đây giúp em. Dạ khu nướng là 30, khu chiên là 15. Giao rồi. Nhưng mà giờ hết đồ nướng rồi mà bên kia cũng đông mà sao ship đây. Ờ ship rồi hả? Thì đó là bao nhiêu đồ ship? Ship thì là sao mày không để bỏ tặng đi đây hả? Mấy ăn trước không? Rồi. Đó. Được cho mấy bạn ăn trước đi. Đưa mấy bạn ăn trước đi. Mấy bạn ăn trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hả? Về sớm không? Chặt xe. Cá chiên rồi đó luôn nha con. Cái hồ lô mà. Có cá viên mà. Bồi viên hết rồi đâu nữa. Mới kêu mà sao kỹ vậy? Đó hồ lô đó. Lấy cái gì đó lần thôi nó lấy ra khó mà con cứ kêu hoài, để cái ra để vô hoài.
Tao muốn giật đồ rồi. Mấy người vậy chị? Đồng thế. Yeah.
bỏ sau lưng ba đấy. Bên tay nhé con, bên tay. Ủa, con Phát mà ai của mày hả? Con Phát của mẹ. Ba cho cái hỏi ở đâu đông vậy chị là sao? Hả? Kim Anh nè, ở đâu đông vậy chị là sao? Ba mà. Ba đâu ba? Nào xem thấy ơi. Nào xem thấy ơi. Ốc này đâu con? Có hộp đó rồi đó. Ai trả lời? Cái này xong rồi con. Là xong rồi này, con khách rồi. Dạ, sao, dạ, cái đó 15 ngàn chị gái. Là xong rồi. Dạ, chờ chờ em xíu, em gửi cái mâm nha, dạ, gì lựa đây giúp em nha. Cái này của ai vậy? Không biết. Kéo đây đâu rồi? Thiếu gì đâu, chiên có, nướng có, thiếu gì? Có còn gì nữa đâu thiếu. Cái đó 30 em. Cái
dạ. 75 cho em số tiền luôn ạ. Dạ, lần 2 phần 1 cái là quá bát cho nó dễ. Được không? Dạ được không? Cái này, cái này 30 không? Đúng rồi. Cái này đổ hôm mai nè. Đồ nướng 30 rồi chiên 15 con. Cái này xong rồi con. Đó rồi nè. Mẹ qua chị. 879. 29. 8812. Bỏ thêm phô mai ra. Hết rồi em. À, đồ chiên của chị thì đồng giá là 15 ha, có cái mâm này là 20 nha. Rồi đồ nướng thì đồng giá 30. Cho tao xới cho bạn coi. Cái này sao nè. Trong dưới đó luôn mà. Cũng tiền đấy. Cũng tiền đấy. Dạ rồi, dạ rồi. Một cây khổ tay nữa. Ba hả? Dễ mà. Này của ai ta? Gì? Đồ bắp à, đây của chị này đâu ấy. Này của tay nè. Cái cơ ba cái của ai vậy? Thank you.
ơi, sắp xong rồi ạ. Một phần áo của một cây bò bi. Dạ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, chờ em 2 giây chị ơi. Của mình 90 em. Ăn ở đây hay mang về bé? Rồi ok. Các bạn ngồi giùm chị nha, em đi mấy người vậy? Ok, qua đây giùm chị. 90 cho chị thu tiền luôn nha. À, của chị chờ xíu giùm em nha, em đang nướng ạ. Ok. Ra bàn đi, ra bàn đi, chị hối cho. Đó có bình lì không? Không kịp, không kịp. Hồi nãy kem mình gì ta trên giấy. Dạ đây chị lấy hết mở đồ chiên lên thôi, cái gì đâu bò rồi hết rồi. Cây bò viên rất ngon, một cây bò viên đó. Cái bò của ai không? Ê, đây đây đây, phụng lên lấy tương nha. Đó là cái kẻ xếp tương nha. Đồ viên với ốc trong rồi. Phần này xong con rồi. Xong. Dỡ hộp ra, dỡ hộp ra. Dỡ hộp ra, chú lấy hộp ra. Thank you.
ai chị? Đi trước đi, áo trắng. Phố Đồng Đèn. Đang ở phố Đồng Đèn. Rồi bên kia không à? Bạn này có khách nào đây không? Có phần này có khách nào lấy tương? Ốc với cây bầu riêng. Phần ốc với cây bầu riêng. Thank you.
là chưa tính tiền nè, 225. Ê ê. Bao nhiêu tính đi. À 675 20. 225 nữa. 25 có 60. Nào đủ được không? Là tính tiền đi ơi, sàn hết. Tính tiền chưa? Chưa. Thầy tính tiền kìa, sao con cầm vô đây chi vậy? Sao mà con này lấy cho khách nè. Bây giờ đấy nè. Giá gì giá lừa lên chị
Tắt thở đi hết pin. Cái này hả? Không cảm ơn đi. Cái này bỏ miếng muối xanh. Bỏ sa tế cho muối ra từ ăn. Ai rảnh đâu mà còn sa tế. Ăn gì bạn ơi, gì gái lựa đi em, bạn để ngồi trong nè. 30 trăm ngàn em.